Hãy xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món bánh cuốn thịt khìa. Thay vì thịt luộc hấp rồi đem cuốn bánh tráng, nay mình biến tấu một chút xíu là làm thịt khìa nước dừa cho thấm, mềm, thơm, đậm đà, rồi cuốn với bánh tráng rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt cay cay, ăn ngon như bị cuốn. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau: thịt ba chỉ heo có 2 miếng, khoảng 600g. Khi mua thì mình đã có nhờ người bán lạng bỏ cái lớp da phía dưới rồi. Về mình rửa với nước muối loãng, sau đó xả rửa 2 nước và để ráo rồi. Lát nữa mình chỉ cần đem đi chế biến là được. 2 trái dừa tươi mình chặt lấy ra được một tô nước đầy như vậy, khoảng chừng 900g. Tỏi khoảng 60g. Có 4 củ hành tím lớn. Bún gạo 5 vắt. Gạo khoảng nửa chén ăn cơm. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã chuẩn bị xong. Còn đây là những cái thành phần để ăn kèm, gồm có bánh tráng, salad, diếp cá, húng lủi, dưa leo và chanh ớt. Còn bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nữa nha. Đầu tiên mình sẽ lấy hành tím cắt lát mỏng hết. Tỏi cũng lấy ra cắt lát hết luôn. Cho qua chén để riêng, chừa lại một ít. Băm nhỏ. Để hồi sau nữa mình sẽ làm nước mắm nha các bạn. Tiếp theo bát chảo lên, cho vô khoảng 5 muỗng canh dầu ăn. Cho hết tỏi cắt lát vô, phi thơm. Mình cứ để lửa lớn, đảo đều, cho tỏi lên cái màu vàng nhẹ. Đó, mình quan sát thấy tỏi đã lên màu vàng và thơm lắm rồi. Tắt bếp lấy ra. Mình sẽ lược qua đây, lọc lấy cái tỏi để riêng, lát nữa mình sẽ ăn kèm xong. Cái chảo còn lại một ít dầu tỏi, mình để như vậy luôn. Cho thịt vô để áp. Cái thịt này thì mình cho vô nấu, khỏi còn phải ướp nha các bạn. Cứ để lửa vừa, không lớn quá, đảo, xoa trong cái hỗn hợp dầu tỏi. Nó mình làm như vậy là để cho nó ra bớt mỡ, khi nữa mình khìa lên cho được thơm. Đó, khi vàng rồi, trở đều. Rồi tiếp tục xoa đều nữa. Cứ như vậy mình sẽ vừa xoa vừa trở cho tất cả các mặt xém cạnh. Sau một hồi vừa xoa vừa trở, tất cả các mặt của miếng thịt đã đều xém cạnh, thơm lắm luôn các bạn. Và lúc này cái mỡ trong thịt heo nó ra cũng được một ít nữa. Mình sẽ tận dụng cho hành tím cắt lát hết vô. Rồi để lửa vừa thôi, đảo xào như vậy cho hành tím dậy cái hương thơm lên cùng với thịt hòa quyện với nhau. Đó, sau một hồi mình đảo đều thì hành tím đã chuyển sang màu vàng nhẹ và thơm lắm rồi đó các bạn. Như vậy là được rồi, mình sẽ cho nước dừa vô khìa nha. Cho hết một tô nước dừa đầy luôn, khoảng 900g. Rồi, nêm vô đây 2 muỗng canh nước mắm đầy. Đường 1 muỗng canh đầy. Mình nêm đường như vậy là vừa nha các bạn, vì đã có nước dừa rồi. Hạt nêm thêm một muỗng cà phê đầy nữa. Sau khoảng thời gian 5 phút, mình sẽ trở bên cho thịt thấm và chín đều hơn. Đó, mình cứ để lửa sôi vừa như vậy và tiếp tục nấu không cần phải đậy nắp, cho đến khi nước cạn xuống là miếng thịt chín vừa luôn các bạn. Đó, sau khi trở qua trở lại và nấu, nước đã cạn xuống. Tổng thời gian mình nấu khoảng chừng 25 phút. Thì bây giờ cái lượng nước cũng gần cạn rồi. Mình sẽ giảm lửa xuống nhỏ và tiếp tục xoa đảo đều để cho cái miếng thịt xoăn mặt, thấm sốt gia vị lên nữa là được nha các bạn. Nó cái mùi của nước dừa, hành, thịt tỏa ra rất là thơm luôn. Lúc này thấy cái nước sốt cạn xuống và cái miếng thịt đã xoăn vàng, như vậy là được. Mình sẽ tắt bếp để cho thật nguội, rồi lát nữa mình lấy ra, cắt dọn ra nha. Xong rồi đó các bạn. Ở trong thời gian chờ mình sẽ bắt chảo khác lên, cho vô nửa chén gạo. Bật lửa trung bình, rang đều để cho gạo vàng lên hương thơm. Đó, sau một hồi mình rang và quan sát thấy gạo đã chuyển sang màu vàng, có cái hương thơm tuyệt lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, cho qua cối xay để mình xay nhỏ nha. Hoặc là mình có thể cho qua cối để giải nhuyễn mịn cũng được nha các bạn.
Đó, mình sẽ xay nhỏ, nhuyễn như vậy là được rồi. Để đây, lát nữa mình sẽ đem đi trộn với bún gạo nha. Cho nước sôi vô 5 vắt bún gạo trong cái tô lớn như vậy. Ngập nước luôn. Sau 5 phút mình ngâm thì bún gạo đã nở. Mình sẽ lấy ra. Cho qua rổ để thật ráo nước. Rồi, lấy các đoạn vừa ăn. Mình ngâm với nước sôi khoảng thời gian 5 phút như vậy thì sợi bún vừa chín mềm như vậy được nè. Tiếp theo lấy gạo mình đã xay mịn cho lên rồi trộn để cho nó áo một lớp mỏng nha các bạn. Mình làm như vậy giúp cho cái sợi bún gạo tôi rồi không có bị dính chùm, với lại khi mình ăn nó có cái hương thơm, nó giống như cái bị trộn. Rồi, sau một hồi mình trộn đều, tất cả đã tơi rồi, mình sẽ để rất dễ như vậy, lát nữa đem cuốn luôn nha. Tiếp theo mình sẽ pha nước chấm gồm có 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, nước lọc 6 muỗng canh. À, mình sẽ đánh tan đường ra. Với nước mắm chấm thì mình sẽ pha hơi lạc một chút xíu theo tỷ lệ là một mắm một đường và lượng nước gấp đôi lượng nước mắm. Vừa vô đây mình có thể tăng giảm số lượng nha các bạn. Còn về độ chua mình sẽ cho là 2 muỗng canh là vừa. Ớt băm ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Một muỗng canh tỏi băm nữa. Rồi, như vậy là cái chén nước chấm của mình đã làm xong. Để đây lát nữa dọn ra. Cái miếng thịt đã nguội rồi, mình sẽ cắt lát mỏng vừa ăn. Thông thường thì mình hay luộc hoặc là mình hấp thịt sau đó rồi đem ra cuốn với bánh tráng, bún đậu sống. Nhưng hôm nay mình thêm một cái bước này để cho món ăn của mình nó được thơm và hấp dẫn hơn. Mà mình cắt cái miếng thịt ra rất là vừa mềm luôn các bạn, không phải nhừ quá. Thơm mùi nước dừa, thịt rất hấp dẫn. Đó các bạn coi cái miếng thịt này, vừa chín tới, không quá mềm. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ đem đi cuốn cho salad giúp cá và thêm rau thơm, cho thịt khìa lên, thêm dưa leo, xếp cuộn trước như vậy, lấy một ít cái bún gạo trộn với gạo rang cho lên, thêm vài lát tỏi phi nữa cho tăng hương thơm hấp dẫn hơn. Mình có thể cuốn như vậy sẵn hoặc là vừa ăn vừa cuốn cũng tuyệt lắm các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cuốn sẵn rồi dọn ra ăn cho tiện nha. Đó, mình cuốn chặt tay luôn. Như vậy là đã xong một cuốn nè. Cứ như vậy thì mình sẽ cuộn hết cái lượng thịt luôn nha. Chỉ cần mình khìa cái miếng thịt cho nó ngon thơm. Sau đó mình sẽ chuẩn bị ít loại rau sống mình thích. Và cuốn như vậy thì có một cái món ngon. Lâu lâu đổi món dịp cuối tuần cũng rất hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cắt đôi ra để cho các bạn coi. Mình cũng có thể để nguyên, dọn ra ăn cũng được luôn các bạn. Đó, phía bên trong có thịt nè, bún, rau sống, dưa leo, rất hấp dẫn. Và mình dọn ra. Món bánh cuốn thịt khìa của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn nha. Để mình thêm một ít đồ chua cho lên một cái chén nhỏ như vậy. Rồi chan nước mắm ngập luôn. Với đồ chua ngọt thì mình cũng đã có video chia sẻ, các bạn có thể xem thêm cách làm. Ăn với món này cũng rất hợp luôn. Để mình lấy lên rồi ăn thử coi sao. Đó, cái cuốn bánh trông rất hấp dẫn. Chấm ngập nước mắm luôn như vậy. Xin mời các bạn nha, để mình ăn thử coi sao. Cuốn bánh giòn giòn của dưa leo kết hợp rau, bún, thịt, chấm nước mắm chua cay rất ngon luôn các bạn. Mình ăn nữa nè. Đó, với cách làm biến tấu một chút xíu, mình có một cái món bánh cuộn thịt khìa kết hợp với dưa leo giòn giòn cùng với miếng thịt vừa chín tới thấm ngọt.
bún gạo trộn với gạo rang, có cái độ sực sực, thơm, xen lẫn chút tỏi phi nữa, ăn giống như bị cuốn, chấm thêm nước mắm chua ngọt, rất ngon. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha. Để mình ăn nữa nè, ngon lắm luôn các bạn. Món này thì ăn không hề bị ngán nha.